và Thu Hà, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình với khán giả NTV. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn vài nét khám phá về du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số qua câu chuyện tác nghiệp của các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An tại Sapa, một địa danh du lịch nổi tiếng tại tỉnh Lào Cai. Nhiều chương trình đặc sắc sẽ có trong tháng 8 và các phim hay sắp khởi chiếu sẽ là những thông tin cuối của chương trình. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé! Trở lại với nội dung chương trình ngày hôm nay, thưa quý khán giả, với định hướng phát triển ngang tầm đài khu vực đến năm 2020, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã xác định hướng liên kết với các đài bạn trong sản xuất, trao đổi chương trình. Và cùng với việc mở rộng hợp tác là việc đội ngũ phóng viên của đài sẽ tích cực tác nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước. Và vào trung tuần tháng 7 vừa qua thì thị trấn Sapa xinh đẹp đã là điểm đến của các phóng viên nhà đài. Yếu tố hấp dẫn nhất đối với các phóng viên từ Nghệ An khi lên với vùng đất này chính là văn hóa du lịch cộng đồng. Vượt hơn 800 km đường xa xôi, chia tay với cái nóng của Thành Vinh, các phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã đến với thị trấn Sapa. Mọi mệt mỏi của các thành viên trong đoàn nhanh chóng tan biến bởi thời tiết mát mẻ ở nơi đây. Nằm ở vùng núi Tây Bắc của Tổ quốc, mang trong mình nhiều giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cũng như bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc. Sapa là một trong những địa phương đi tiên phong trong việc phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là bản Sả Xéng, xã Tà Phìn, huyện Sapa. Xin chào quý vị và các bạn. Lúc này đây tôi đang có mặt tại bản Tà Phìn, một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua của khách du lịch khi đến với thị trấn Sapa xinh đẹp của tỉnh Lào Cai. Bản Tà Phìn nổi tiếng bởi nơi đây hội tụ một mô hình du lịch rất đặc trưng, đó là du lịch cộng đồng. Bản Sả Xéng, một trong những điểm thu hút du khách đông nhất của Sapa, với nét văn hóa đặc sắc của người Dao Đỏ. Đầu đường vào bản, đoàn chúng tôi đã được các chị, các mẹ chào đón và dẫn đường. Họ là những người phụ nữ, trẻ có, già có, nhưng ai cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình và đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh rất lưu loát. Người ở bản xa đưa cả cơm nắm theo để ăn trưa, người nhà gần thì về nhà, có chị còn điệu cả con nhỏ theo cùng. Đoàn chúng tôi đã được đưa đến nhà chị Chào Mán Mầy, một trong 15 gia đình người Dao của xã đã làm du lịch cộng đồng đã 4 năm nay. Trong bếp, các bà, các chị tất bật chuẩn bị bữa trưa cho cả đoàn. Điều mà các thành viên trong đoàn cảm nhận là một phong cách làm du lịch chuyên nghiệp của bà con nơi đây. Người chuẩn bị bữa cơm trưa với vịt luộc, gà nướng theo kiểu của người Dao. Người nấu nước lá tắm cho du khách giảm bớt mệt mỏi sau một chặng đường dài. Một nhóm khác chuẩn bị giường chiếu gọn gàng cho khách nghỉ. Một không khí ấm cúng tạo nên đặc trưng riêng cho các dịch vụ homestay ở Sapa. Là một phóng viên thời sự, khi được đến với cái mảnh đất du lịch Sapa, một cái địa danh du lịch nổi tiếng của cả nước, thì chúng tôi cũng muốn truyền tải đến những khán giả của tỉnh nhà những cái sắc màu văn hóa cũng như là những cái nét sinh hoạt truyền thống và độc đáo của bà con dân tộc nơi đây đến với những cái khán giả của NTV. Và khi mà chúng tôi tác nghiệp tại đây thì chúng tôi mới cảm thấy được là cái phong cách cũng như là cái cách phục vụ, cái cách triển khai, cái cách phát triển du lịch của họ rất là tốt, bằng những cái cách như là sử dụng cái mô hình homestay, tức là khách du lịch đến tại nhà người dân bản địa để cùng sinh hoạt cũng như cùng ăn uống với họ. Thì đấy chính là một cái cách khách sạn du lịch rất là tốt mà Sapa đã làm được trong thời gian qua. Với mục tiêu đào tạo, nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở Sapa trong việc kinh doanh du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Sau gần 4 năm thực hiện, dự án hỗ trợ du lịch cộng đồng bền vững tại Sapa đã đạt hiệu quả thiết thực. Năm đầu triển khai thí điểm tại hai thôn Cát Cát và Xín Trải, xã San Sả Hồ, có sự tham gia của 4 hộ dân. Đến nay đã nhân rộng ra nhiều xã trong huyện, như Tả Van, Lao Chài, Tả Phìn,
Nậm Cang với sự tham gia của hàng trăm hộ dân làm du lịch. Điều đặc biệt, dự án được thực hiện đã tạo động lực cho du lịch Sapa phát triển bền vững, không chỉ hướng dẫn đồng bào các hoạt động đón tiếp, bố trí nơi nghỉ cho du khách có nhu cầu tham quan, mà dự án còn hướng dẫn người dân làm du lịch một cách bài bản như vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đón khách, kỹ năng giao tiếp, thành lập các đội văn nghệ ngay tại thôn bản biểu diễn phục vụ khi khách có nhu cầu. Lần đầu tiên đến với Sapa, nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An mong muốn khám phá về hình thức làm du lịch nơi đây, từ việc làm các phóng sự phản ánh các nét đặc trưng của người Dao Đỏ đến việc xây dựng một chương trình sắc màu văn hóa để có thể phản ánh được một bức tranh toàn cảnh về hình thức du lịch cộng đồng nơi đây. Và một cái mà nó gây ấn tượng nhất đối với tôi mà tôi muốn rằng là để cho khán giả Nghệ An có thể mà nắm bắt học tập được, đó là đưa du lịch, một cái hình thức là du lịch cộng đồng, tức là đưa du lịch về bản vào thẳng trực tiếp người dân của bản, tức là nó gói gọn toàn bộ các dịch vụ nó nằm trong một cái ngôi nhà của người dân, và như thế thì rõ ràng là người dân được hưởng lợi từ những cái mà du lịch đưa lại, trực tiếp mình tham gia vào và mình được hưởng lợi, không có một cái qua một cái khâu trung gian nào cả. Điều mà chúng tôi dễ nhận thấy là ngoài việc bảo tồn các nét đẹp văn hóa truyền thống, ở Tà Phìn, người dân cũng được khuyến khích phát triển một số ngành nghề truyền thống như thêu, dệt thổ cẩm. Chị em phụ nữ, từ trẻ đến già, ai cũng biết thêu và sản phẩm này được du khách, nhất là các du khách nước ngoài rất ưa chuộng. Và cũng từ mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng, nhiều hộ dân ở Tà Phìn đã có thêm nguồn thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng một năm. Chia tay với Xà Xén, điều còn đọng lại trong mỗi chúng tôi là phong cách làm du lịch chuyên nghiệp của bà con nơi đây. Thiên nhiên tươi đẹp, những món ăn ngon, sự khéo léo thân thiện, mến khách và nét văn hóa riêng có là điều khiến cho mỗi thành viên đều muốn quay lại bản người Dao này. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 8 trên cả hai sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ có rất nhiều chương trình đặc sắc. Trước hết là những thông tin cập nhật sẽ được phản ánh đầy đủ, hấp dẫn qua các bản tin thời sự trong ngày. Và đối với các chương trình chuyên mục sau thời sự thì trong tháng 8 sẽ có nhiều chương trình bổ ích phục vụ tới quý khán thính giả với những khung giờ khác nhau trong ngày. Và đón đầu mùa mưa lũ năm nay thì trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông tuần đầu tháng 8, quý vị sẽ có dịp tìm hiểu các giải pháp để tu bổ các công trình phục vụ nông nghiệp trong mùa mưa lũ trên sóng phát thanh. Trong kho tàng văn hóa ẩm thực đa dạng của xứ Nghệ thì văn hóa ẩm thực của đồng bào vùng miền núi có một dấu ấn riêng và đặc sắc. Các món ăn không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu của cuộc sống mà còn thể hiện tín ngưỡng, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây. Văn hóa ẩm thực người Mông ở Nghệ An sẽ có trong chương trình Sắc màu văn hóa trong tháng 8 tới. Những chiêm nghiệm sâu sắc thú vị của những người trẻ trong xã hội, những lời thì thầm sau cuộc chiến đầy máu và nước mắt, những đổi thay về tư tưởng trong các làng quê ở trong cuộc vận động không ngừng của sự phát triển. Mỗi một câu chuyện mở ra cho người đọc một góc nhìn khác về cuộc sống, về tình yêu, về tuổi trẻ. Mỗi một ngày đến với một câu chuyện mà chương trình truyền tải sẽ đem đến cho quý vị một khoảng lặng ý nghĩa trong tâm hồn. Và chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng phát thanh tháng 8 sẽ chuyển đến quý thính giả những câu chuyện ý nghĩa từ những cây bút đã thành danh và có chỗ đứng trong lòng người đọc. Người nghe như Đồng cỏ nở hoa của nhà văn Ma Văn Kháng, Nước như nước mắt của Nguyễn Ngọc Tư, Nơi gió phải đến của nhà văn nữ người Huế Trần Thùy Mai hay Xanh xanh miền nhớ của tác giả Võ Thu Hương, Của cha của con, Những cảnh vạn niên thanh của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Và cả những trải nghiệm mới mẻ của những cây bút trẻ đang lên như Mắt Nai của An Bình Minh, Cha Con của Lê Thị Thanh Minh, Cơm Vua của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, Cuộc Hẹn của tác giả Bùi Đế Yên. Mưa đầu mùa là một bộ phim truyền hình Việt Nam dài 30 tập do World Star Group sản xuất vào năm 2012. Mời quý vị và các bạn theo dõi bộ phim Mưa đầu mùa trên sóng NTV. Mưa đầu mùa với ước mơ hoài bão đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ trên con đường lập nghiệp. Đã ngoan, để chị hai lên thành phố học làm diễn viên xong đóng phim cho cả xóm mình coi luôn ha. Gia Linh, cô gái miệt vườn xinh đẹp có ước mơ làm diễn viên.
cô đang làm cái gì vậy? Tôi nói cô không hiểu hả? Nếu cô còn làm phiền phước tôn thì đến công việc cũng không có để mà làm ăn đâu, hiểu chưa? Chị còn cái thai trong bụng tôi thì sao? Biết có phải là con của tôi hay không mà nhát cái bụng đến đây ăn dạ. Con gái hư còn không biết xấu hổ nữa hả? Thế Quân, chàng công tử hào hoa nuôi dưỡng ước mơ đưa dòng tranh dân gian lên phim ảnh. Hai con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau, nhưng với lòng cảm thương, Thế Quân không ngần ngại dang rộng đôi tay che chở cho Gia Linh. Với thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu, 30 tập phim Việt Nam Mưa Đầu Mùa sẽ chính thức lên sóng NTV vào 13 giờ 5 phút các ngày trong tuần, bắt đầu từ 29 tháng 7. Mời quý khán giả đón xem. Chương trình phim cuối tuần trong tháng 8 sẽ giới thiệu cùng quý khán giả 5 bộ phim của Mỹ, đó là Điều Tốt Nhất Cho Con, Đỉnh Điểm Uất Hận, Làm Lại Cuộc Đời, Thiên Đường Ảo Vọng và Thông Điệp Tình Yêu. Đến đây thì chương trình với khán giả NTV kỳ này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị có thể xem lại với khán giả NTV trên trang web truyenhinhnghean.vn. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.